Trung vệ Quế Ngọc Hải đã được vinh danh trong đội hình xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup, theo thông báo từ trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC. Ban tổ chức đã mở cuộc bình chọn để người hâm mộ chọn ra 11 cầu thủ xuất sắc nhất theo sơ đồ 4-3-3. Quế Ngọc Hải là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam được ghi danh trong đội hình này. Anh đã thi đấu ấn tượng trong Asian Cup 2019, đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết và ghi một bàn từ chấm phạt đền trong trận đấu với Yemen. Hiện tại, Quế Ngọc Hải đang đóng vai trò là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar vào đầu năm sau. Đội tuyển Việt Nam nằm trong bảng D cùng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Trung vệ Quế Ngọc Hải cũng góp mặt trong danh sách 10 đề cử cho 4 vị trí hậu vệ trong cuộc bình chọn đội hình xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup do AFC tổ chức. Trong danh sách đề cử của AFC còn có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Son Heung-min, Kim Tae-hyun, Akram Afif, Anmoe Ali, Ali Dai và nhiều tên tuổi khác.